thiếu nữ 17 tuổi đổi đời sau khi khiến hai sao nam khốn đốn vì scandal bóc bánh trả tiền. Với hai sao nam đình đám, scandal này trở thành vết đen trong sự nghiệp. Nhưng với Zahia, đây là bước đệm giúp cô đổi đời. Năm 2010, Zahia Zeha trở thành cái tên nổi tiếng được nhiều người chú ý khi vướng nghi vấn mua bán dâm với hai cầu thủ là Ribéry và Benzema tại Pháp. Cụ thể, Benzema bị tố bóc bánh trả tiền với Zahia vào năm 2008 khi cô mới 16 tuổi, còn Ribéry làm điều tương tự vào năm 2009 khi Zahia mới bước sang tuổi 17. Tại Pháp, việc mua dâm với người dưới 18 tuổi là vi phạm pháp luật, thế nên cả hai ngôi sao sân cỏ đã bị cảnh sát điều tra và bắt giữ. Thế nhưng sau đó, Zahia đã lên tiếng bảo vệ hai cầu thủ này. Cô cho biết họ không hề biết tuổi thật của cô nên công tố viên đã hủy bỏ các cáo buộc. Điều đáng nói là sau scandal, tên tuổi của thiếu nữ 17 tuổi thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông báo chí và là bàn đạp giúp cô trở thành cái tên được săn đón. Cô được một số thương hiệu thời trang mời làm người mẫu, xuất hiện trên các tạp chí có tiếng. Và đến năm 2012, Zahia Zeha quyết định trở thành nhà thiết kế thời trang, ra mắt thương hiệu riêng, mở cửa hàng chuyên bán nội y ở nhiều thành phố lớn. Ngoài ra, Zahia Zeha đảm nhận vai chính trong bộ phim An Easy Girl, cô nàng dễ dãi thắng giải Director Phony, tuần lễ đạo diễn tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2019. Theo đó, cô được giao vai diễn một cô gái mê tiệc tùng lôi kéo cô em họ ngây thơ mới 16 tuổi vào một thế giới ăn chơi xa hoa, hào nhoáng nhưng cũng đầy cám dỗ trên những chiếc du thuyền và nhà hàng sang trọng ở Cotelliazu. Diễn xuất của Zahia nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình khi vừa có sự ngây thơ vừa quyến rũ. Từ scandal đầy tai tiếng, Zahia đã đổi đời trở thành người mẫu, diễn viên, nổi tiếng. Trang Instagram cá nhân của cô có hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường, hậu trường công việc hay những bộ sưu tập nội y mới và nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Đa Chiều để cập nhật các tin tức nóng hổi mỗi ngày.